Những lễ hội thú vị dịp Tết âm lịch ở Singapore. Singapore đón Tết âm lịch như nhiều nước châu Á. Vào dịp này, người dân tổ chức nhiều lễ hội độc đáo, thu hút sự quan tâm của người dân trong và ngoài nước. Trong dịp Tết Nguyên đán, người dân Singapore tham gia các sự kiện lớn như lễ hội Hoa Đăng, lễ hội Singapore River Hong Bao và lễ diễu hành đường phố Trinh Gai. Lễ hội Hoa Đăng được tổ chức ở khu Chinatown, trung tâm của lễ hội Tết âm lịch của người Singapore. Đêm Hoa Đăng thường diễn ra vào thời điểm ngoài trung tuần tháng 1 dương lịch và trước ngày mồng 1 Tết âm lịch khoảng 15 đến 20 ngày. Đối với lễ hội Singapore River Hong Bao, hoạt động này trở thành sự kiện văn hóa thường niên trong lễ hội mùa xuân ở Singapore kể từ năm 1987. Lễ hội này thường được tổ chức tại công viên Esplanade với nhiều hoạt động giải trí dành cho mọi người ở đủ mọi lứa tuổi. Do vậy, cả gia đình có thể vui chơi tại lễ hội Singapore River Hong Bao. Khi tham gia lễ hội này, người dân Singapore và du khách quốc tế sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa Tết thông qua các hoạt động đặc sắc. Lễ diễu hành đường phố Trinh Gai nổi tiếng ở Singapore thường bắt đầu diễn ra từ ngày thứ Bảy đầu tiên của năm mới ở khu vực Vịnh Marina và kết thúc vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Hàng ngàn người tham gia lễ diễu hành này trong không khí náo nhiệt, hân hoan và vui vẻ. Tên gọi của lễ hội diễu hành đường phố Trinh Gai trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là nghệ thuật trang phục và hóa trang. Vì vậy, lễ hội này là dịp người dân Singapore có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau và thắt chặt tình cảm.